Thực ra là chỉ có làm chuyên môn về bầu gõ thôi, nhạc cụ dân tộc thôi, kéo nhị, đánh đàn và có thể là bầu gõ nữa. Thế nhưng mà là cũng đam mê về nghệ thuật, đặc biệt là hát chầu văn. Thì là thực ra là quan trọng là cái Đình Cương thì không phải là chuyện diễn viên chuyên nghiệp hát, nhưng mà xác định là cả cả nhạc công và diễn viên hát chưa hay, nhưng trong câu hát phải có hồn, hồn trong câu hát thì gieo được tác phẩm lên tuyệt vời. Chính vì cái bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa mà được nhiều người yêu quý Đình Cương, cũng là phải cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, một tứ thơ rất tuyệt vời trong cái tứ thơ đấy. Hai nữa là chắc là Đình Cương cũng thổi được một cái hồn vào trong cái bài thơ đấy, cho nên tác phẩm Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa được mọi người yêu quý, rất trân trọng tất cả mọi người hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng được đón đón tiếp và đón chào một nghệ sĩ nhí, tạm gọi là nghệ sĩ nhí vì em là con trai của nghệ sĩ Đình Cương. Xin mời bé Đình Tân sẽ cùng bước ra sân khấu. Vâng, đây em đến gần bố của mình. Hai bố con của nghệ sĩ Đình Cương như là nghệ sĩ đã chia sẻ đấy ạ. Thank you.
chảy ngược cái Hà lên cao. Ý này trần đó đó đi à trần cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đình Cương và chúc cho tiếng đàn, tiếng hát của anh mãi vang xa và thành đạt hơn. Xin chúc mừng nghệ sĩ và con trai của mình.